chào, bạn đang đến với kênh Top Sao Hoa và ngay sau đây sẽ là bản tin ngày hôm nay. Vào dịp cuối năm, các công ty thường gửi tiền mừng và quà tặng tới nhân viên như một lời cảm ơn đến những đóng góp của họ trong một năm vừa qua. Và những ngôi sao Hoa ngữ cũng không phải là ngoại lệ. Thứ nhất, Dịch Dương Thiên Tỷ thưởng nhân viên chuyến du lịch nước ngoài chi trả toàn bộ hóa đơn mua sắm. Mới đây thì trên mạng phát sốc với động thái ưu ái quà tặng cho nhân viên của Dịch Dương Thiên Tỷ, người đại diện của nam ca sĩ đăng bức ảnh selfie cùng những đồng nghiệp khác trong công ty kèm dòng trạng thái. Đã nạp đầy pin, anh Dịch đã dặn hôm nay thanh toán toàn bộ hóa đơn quà tặng của đồng nghiệp mua về. Qua đó có thể thấy chẳng những Dịch Dương Thiên Tỷ tặng cho mỗi nhân viên của mình chuyến du lịch nước ngoài, còn hào phóng chi trả toàn bộ hóa đơn mua sắm của họ. Xem ra chi phí ưu đãi này không hề thấp và khiến nhiều người hết sức ghen tị với những nhân viên làm việc cho em út của Che Boys. Thứ hai, Phạm Băng Băng phúc lợi không đếm xuể, mua nhà tặng cho nhân viên. Nói đến những phần thưởng cuối năm hào phóng cho nhân viên, không thể không kể đến Phạm Băng Băng. Cô được mệnh danh là bà chủ trong mơ của mọi nhân viên, từng lập nên giai thoại 3 năm tỷ lệ nghỉ việc trong công ty là 0%. Hàng năm, phòng làm việc của Phạm Băng Băng luôn nhận thưởng tiền mặt lên đến 6-7 chữ số, tương đương từ 340 triệu đồng đến 3,4 tỷ đồng. Ngoài ra, thì trong chuỗi phần thưởng dành cho nhân viên, Phạm Băng Băng còn tặng họ vé máy bay du lịch nước ngoài, laptop và điện thoại hạng sang. Từng có một nhân viên lâu năm trong công ty của nữ diễn viên chuẩn bị kết hôn, Phạm Băng Băng đã rộng rãi chi trả 30 bàn tiệc trong đám cưới. Bên cạnh đó, cô còn tặng tiền mừng, dây chuyền và một món siêu to siêu khổng lồ, chính là căn hộ mới cho nhân viên này làm quà mừng kết hôn. Thứ ba, Lý Băng Băng, tiền mặt ít nhất cũng 300.000 nhân dân tệ, tương đương là 1 tỷ đồng. Lý Băng Băng và Lý Tuyết là cặp chị em nổi tiếng trong giới showbiz kiêm chức bà chủ quản lý công ty giải trí. Họ thành lập nên công ty Hòa Tụng, quản lý và hợp tác cùng nhiều cái tên nổi tiếng, ảnh hưởng như Triệu Lệ Dĩnh, Vương Tuấn Khải, Trần Học Đông. Giải thưởng cuối năm, Lý Băng Băng trao cho nhân viên tiền mặt lên đến 5-6 chữ số, tương đương từ 34 triệu đến 340 triệu đồng. Cùng với hàng trăm ngàn nhân dân tệ tiền thưởng lì xì, mỗi người ít nhất cũng được phong bao 100.000 nhân dân tệ, tương đương là 340 triệu đồng. Thêm quà tặng rút thăm trúng thưởng từ 30.000 nhân dân tệ đến 150.000 nhân dân tệ, tương đương là từ 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng và tỷ lệ trúng là 100%. Tổng giá trị mà mỗi nhân viên nhận được là khoảng 300.000 nhân dân tệ, tương đương là 1 tỷ đồng. Thứ tư, Dương Mịch, quà tặng là hàng xa xỉ phẩm. Nổi tiếng là bà chủ tốt trong giới giải trí, trong một bài phỏng vấn thì Dương Mịch chia sẻ cô từng thưởng cho người quản lý truyền thông của mình số tiền là 200.000 nhân dân tệ, tương đương là 680 triệu đồng. Ngoài ra thì nữ diễn viên gửi phong bao lì xì đến từng nhân viên trị giá lên đến 5-6 con số. Ngoài ra có những phần quà là túi hàng hiệu xa xỉ, quà tặng thương hiệu mà cô làm đại diện chuyến du lịch nước ngoài đến Thổ Nhĩ Kỳ. Thứ năm, Triệu Lệ Dĩnh và Angelababy tặng xe hơi sang trọng cho nhân viên. Triệu Lệ Dĩnh nổi tiếng là một bà chủ đối đãi tốt với nhân viên của mình, không chỉ tặng quà cho họ vào dịp lễ Trung thu, bà xã của Phùng Thiệu Phong còn gửi đến nhân viên cấp dưới những phần thưởng cuối năm như xe hơi sang trọng, tour du lịch nước ngoài và thương hiệu xa xỉ. Trong khi đó thì Angelababy cũng hào phóng không kém và có món quà cô gửi đến nhân viên cũng khá giống so với Triệu Lệ Dĩnh. Cô chuẩn bị cho nhân viên của mình phần thưởng là một chiếc xe hơi sang trọng trị giá 1 triệu nhân dân tệ. Ngoài xe sang thì nhân viên của Angelababy còn được nhận phong bì đỏ và thương hiệu xa xỉ. Thứ 6, Huỳnh Hiểu Minh, quà thưởng cuối năm không dưới 1 triệu nhân dân tệ, tương đương là 3,4 tỷ đồng. Huỳnh giáo chủ từng trực tiếp tiết lộ món quà mà mình gửi đến cho nhân viên trong một bài phỏng vấn. Anh tiết lộ giải thưởng cuối năm của mỗi nhân viên sẽ không dưới 1 triệu nhân dân tệ, tương đương là 3,4 tỷ đồng. Huỳnh Hiểu Minh còn tặng xe sang trị giá hàng triệu nhân dân tệ cho người đại diện, tiền vé máy bay du lịch khứ hồi cùng những phong bao lì xì đỏ cho bố mẹ của nhân viên làm quà tặng thêm của Huỳnh Hiểu Minh. Thứ 7, Hoka, đồng hồ sang trọng trị giá 100.000 nhân dân tệ, tương đương là 340 triệu đồng. Giải thưởng cuối năm của Hoka cho nhân viên phòng làm việc cũng rất hào phóng. Những nhân viên bình thường không chỉ có thể nhận được 100.000 nhân dân tệ, Hoka tặng thêm cho họ một chiếc đồng hồ độc đáo trị giá 5 chữ số, tương đương là 340 triệu đồng cho mỗi nhân viên vào dịp cuối năm. Ngoài ra thì nam diễn viên cũng tổ chức các chuyến đi nước ngoài và nhân viên có thể dẫn theo gia đình của mình. Thứ 8, Triệu Kỳ Luân, phong bao lì xì tiền mặt 1,08 triệu nhân dân tệ, tương đương là 3,67 tỷ đồng. Được mệnh danh là Thiên Vương Làng Nhạc, quà tặng dành cho nhân viên của Triệu Kỳ Luân rất xứng với danh xưng này. Nam ca sĩ từng tổ chức một buổi rút thăm trúng thưởng cho nhân viên, tổng giá trị lên đến 560.000 nhân dân tệ, tương đương là 1,9 tỷ đồng. Đặc biệt thì mỗi nhân viên trực tiếp nhận được phong bì tiền mặt trị giá 1,08 triệu nhân dân tệ.
Sau đó thì Châu Kỳ Luân còn tổ chức cho toàn bộ nhân viên trong công ty đi du lịch đến Maldives. Sau khi biết được những món quà hậu hĩnh mà những ngôi sao Hoa ngữ dành tặng cho nhân viên của mình thì rất nhiều cư dân mạng xứ Trung đã phải gào thét vì quá ghen tị, và chắc hẳn là các bạn cũng rất muốn làm nhân viên của những ngôi sao Hoa ngữ này phải không? Và đừng quên chúng mình là Tốt Sao Hoa, hãy like, share và subscribe để cập nhật những tin tức mới nhất của trong ngày nhé!